Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được coi là thiên tài quân sự trong lịch sử của Việt Nam. Hai lần đánh bại đạo quân xâm lược mạnh nhất thế kỷ thứ 13 là Mông Nguyên đã đưa tên tuổi ông vào hàng những đại nguyên soái vĩ đại nhất của nhân loại. Đến mức mà sinh ra là người con đất Việt, không ai là không biết đến danh tiếng lẫy lừng cùng uy danh hiển hách của Hưng Đạo Đại Vương. Sau khi ông mất, nhân dân tôn sùng lập đền thờ ở nhiều nơi. Vào năm thì lấy ngày mất của ông, 20 tháng 8 âm lịch, tổ chức lễ hội để tưởng nhớ. Mặc dù là trên khắp cả nước đều có đền thờ Đức Thánh Trần, tuy nhiên là cho đến ngày nay, phần mộ của ngài thực sự nằm ở đâu thì vẫn gọi là một bí ẩn đối với hậu thế. Trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Taka tìm hiểu. Bí ẩn của lăng mộ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Quá nhiều quan tài tỏa đi các hướng, thật giả giả, khó lòng đoán định. Đầu tiên thì hãy cùng tìm hiểu về lời chăn chối có phần rùng rợn của Đức Thánh Trần trước khi mà quy tiên. Theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, vào tháng 6 năm Canh Tý, tức năm 1300, Trần Hưng Đạo ốm nặng. Vua Trần Anh Tông hay tin đã ngự tới nhà thăm và có hỏi: Thượng phụ một mai mà khuất núi, phỏng có quân Bắc lại sang thì làm thế nào đây? Hưng Đạo Vương bèn tâu rằng: Nếu quân giặc kéo đến ầm ầm, như gió như lửa, thế ấy lại dễ chống. Trái lại, nếu nó dùng cách dần dà, như tằm ăn lá, thông thả mà không ham của dân, không cần lấy mau việc, thế ấy mới là khó trị. Thì ta nên kén dùng tướng giỏi, liệu xem quyền biến. Ví như là đánh cờ, phải tùy cơ mà ứng biến. Dùng binh phải dồn lòng như cha con một nhà thì mới có thể đánh được. Cách ấy cốt phải tự lúc bình thì khoan sức cho dân để làm kế sâu dễ bền gốc. Đó là cái thuật giữ nước hay hơn cả. Ngay cả đến lúc sắp lâm chung vẫn còn được vua tin cần hỏi ý kiến. Vậy mới thấy chuyện một nhân vật trung quân ái quốc như Hưng Đạo Vương mất đi, ắt hẳn sẽ khiến nhân dân thương tiếc đến mức nào. Thế nhưng mà số người không thoát khỏi mệnh trời đã định. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, quyển 6 Kỷ Nhà Trần có chép lại như sau. Năm Canh Tý, tức năm 1300, năm Hưng Long thứ 8, Hưng Đạo Đại Vương ốm. Mùa thu tháng 8 ngày 20, Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn qua đời vạn kiếp, thuộc Hải Dương ngày nay. Khi sắp mất, ông dặn con cái rằng: Ta chết thì phải hòa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật chôn trong vườn An Lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết chỗ nào, lại phải làm sao cho mau mục. Trần Quốc Tuấn giữ Lạng Giang, người Nguyên hai lần vào cướp, Hưng Đạo Vương lại liên tiếp đánh bại chúng. Sợ sau này có thể xảy ra tai họa đào mả chăng? Có thể việc ngài lo nghĩ tới sau khi khuất núi chính là như vậy. Tương truyền là khi tổ chức an táng Hưng Đạo Đại Vương, đã có nhiều quan tài xuất phát từ kiếp bạc, tỏa đi mọi hướng. Ngay cả là những người thực hiện an táng cũng không một ai biết xe tang nào mới đúng là xe chở quan tài chứa thi hài của Hưng Đạo Đại Vương. Sau khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cưỡi hạc quỳ tiền, ngài được nhân dân tôn vinh là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Thế nhưng trong số những nơi đó, đâu mới đích xác là vị trí mà ngài đang yên nghỉ. Hãy cùng Taka tiếp tục tìm hiểu. Sinh kiếp bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc. Có thể là bạn chưa biết, khi nói về cuộc đời huyền thoại của Đức Thánh Trần, trong dân gian có lưu truyền một câu nói vô cùng nổi tiếng: Sinh kiếp bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc. Giải thích về nội dung câu nói trên, có ý kiến diễn giải như sau. Tại thị xã Chí Linh, Hải Dương hiện nay có di tích lịch sử đền kiếp bạc thờ phụng Trần Hưng Đạo, bởi đây là nơi ngài sinh sống chủ yếu trong suốt cuộc đời mình. Còn địa danh Trần Thương thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là nơi có khu di tích đền Trần Thương, được biết đến là nơi ngài thác về và có mộ phần tại đây. Cuối cùng là Bảo Lộc, Nam Định, nơi có quần thể di tích đền Trần. Được biết đền Bảo Lộc nguyên là đền An Lạc thuộc làng Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Khi xưa ấp An Lạc, tên của vùng dựng đền Bảo Lộc được cho là đất Thang Mộc, tức là nơi phát tích của An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ của Hưng Đạo Đại Vương và là anh trai của Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của vương triều nhà Trần. Tuy là câu thành ngữ nhắc đến cả ba địa điểm quan trọng mà rất có thể là nơi phần mộ của Đức Thánh Trần đang yên nghỉ, thế nhưng hậu thế vẫn nghiêng về đền Trần Thương ở Lý Nhân, Hà Nam hơn cả. Thác về Trần Thương. Không ai biết chính xác câu thành ngữ các địa điểm thờ phụng Đức Thánh Trần xuất hiện và lưu truyền trong dân gian từ bao giờ. Tuy nhiên nó lại là căn cứ chủ yếu cho những ý kiến ủng hộ giả thuyết phần mộ Hưng Đạo Đại Vương nằm ở Trần Thương, Lý Nhân, Hà Nam, nơi có khu di tích lịch sử đền Trần Thương. Có lẽ là bởi chữ thác xuất hiện trong câu thành ngữ ý chỉ lúc mất, cũng là phó thác, sống gửi thác về.
nghĩa là khi chết sẽ gửi về Trần Thương. Cũng phải nói thêm rằng ngay từ lúc sinh thời, Trần Hưng Đạo đã gửi gắm sinh phần ở Trần Thương. Chính vì vậy, chuyện nhiều người cho rằng thác Trần Thương, có nghĩa là mộ phần ngài đang nằm lại tại đây, cũng không phải là không có cơ sở. Dựa trên suy đoán này, một số nhà ngoại cảm hiện nay cũng cho rằng phần mộ ngài đích xác phải là ở Trần Thương. Theo đó, đền Trần Thương thuộc thôn Trần Thương, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Nơi đây không chỉ là một ngôi đền thờ cúng bậc anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo như nhiều ngôi đền khác khắp đất nước, mà còn lưu giữ nhiều hiện vật quý báu mang giá trị nghệ thuật kiến trúc và trang trí độc đáo, chứa đựng những bí ẩn của các di sản vật thể lẫn phi vật thể liên quan đến Hưng Đạo Vương. Đền Trần Thương đẹp từ trên cao nhìn xuống, đẹp trong từng chi tiết trang trí và cũng rất đỗi cổ kính, mang nét huyền bí và tính tâm linh ẩn sau những huyền thoại của ngôi đền. Có hình dáng như một thiếu nữ phơi mình nơi bãi sông, đền Trần Thương được cho là nằm trên thế đất, được gọi là hình nhân bái tượng, nơi sáu dòng sông nhỏ trụm đầu gọi là Lục Đầu Khê. Theo lời của ông Phạm Hải Hưng, thủ nhang nhà đền, cách đây hơn 7 thế kỷ, người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã chọn làng Miễu, một làng quê nằm giữa hai con sông lớn là sông Hồng và sông Châu Giang, cũng là nơi hội tụ của sáu nhánh sông nhỏ, một trong sáu địa điểm cất giữ kho lương phục vụ cho cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai vào năm Ất Dậu 1285. Từ đây có đường thủy kết nối với sông Hồng, sông Châu Giang, nối về thành Thăng Long hay về Nam Định và ra đến tận biển. Sau khi hoàn thành công cuộc bảo vệ Giang Sơn chống quân Nguyên Mông, Hưng Đạo Vương đã về đây phát lương khao quân, khao dân như một sự cảm ơn dân quân cùng sát cánh với triều đình. Truyền thống này được con cháu tái hiện hàng năm vào dịp Tết Tượng Nguyên, ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Tuy nhiên là nhiều ý kiến trong đó có các nhà nghiên cứu cho rằng nói Trần Thương có phần mộ Trần Hưng Đạo thì khó thuyết phục, bởi vì địa danh này tính ra cũng không có sự liên quan quá mật thiết đến thân thế hay cuộc đời của ngài. Đền Bảo Lộc Nam Định mới là nơi lá rụng về cội. Đúng vậy, nhiều nhà nghiên cứu nhận định, nếu mà xét theo quan niệm lá rụng về cội, thì đền Bảo Lộc ở Nam Định mới là nơi xứng đáng được chọn để an táng Hưng Đạo Vương. Thực tế thì cũng ghi nhận Kiếp Bạc là nơi Hưng Đạo Vương sinh sống chủ yếu trong suốt cuộc đời. Còn Trần Thương chỉ là một kho lương thời chống Nguyên. Sau khi ngày mất thì nhân dân lập đền thờ trên đó để mà tỏ lòng biết ơn công trạng mà thôi. Còn về phần Bảo Lộc, được biết đến là thái ấp của An Sinh Vương Trần Liễu, tức là cha ngài, và tương truyền ngài cũng sinh ra tại đây. Khi mất thì phần mộ của ngài cũng được đưa về vùng đất Thang Mộc này. Đáng nói là hiện nay trong khu di tích đền Bảo Lộc còn có sự xuất hiện của lăng mộ Đức Thánh Trần để nhân dân thắp hương tưởng nhớ. Vậy là chúng ta đã cùng nhau lần tìm ngọn nguồn hết những manh mối về nơi yên nghỉ của Đức Thánh Trần. Thế nhưng hóa ra vẫn còn bỏ lỡ một chi tiết quan trọng xuất hiện trong chính lời chăn chối của ngài, đó chính là vườn An Lạc. Sau khi ta chết phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật chôn trong vườn An Lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết chỗ nào, lại phải cho mau mục. Cuối cùng thì đó chính là vườn An Lạc, địa điểm tuyệt mật đối với hậu thế. Lục tung tất cả ghi chép về Đức Thánh Trần cũng không có lấy một lời giải thích xem địa danh vườn An Lạc mà ngài nhắc đến thực sự nằm ở đâu. Bởi vậy cho đến ngày nay, địa danh đặc biệt mà Trần Hưng Đạo tâm nguyện gửi sinh phần này vẫn đang gây quá nhiều tranh luận, suy đoán khác nhau. Có người nói An Lạc, tức là tên ấp An Lạc, vốn là đất thang mộc của Trần Liễu ở phủ Thiên Trường Nam Định. Lại có ý kiến cho rằng An Lạc là một quả đồi nằm ở gần đền Kiếp Bạc, Chí Linh Hải Dương. Thế nhưng cũng có ý kiến nghiêng về câu thành ngữ dân gian thác về Trần Thương, cho rằng An Lạc phải là một nơi có liên hệ với vùng kho lương Trần Thương ở Lý Nhân Hà Nam. Còn các bạn khán giả thì sao? Bạn nghiêng về giả thuyết nào hơn? Nhanh tay chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận nhé! Tưởng nhớ công lao của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vào dịp 20 tháng 8 âm lịch hàng năm, khắp các ngôi đền thờ Đức Thánh Trần đều tổ chức lễ hội, lễ dỗ để nhân dân thắp hương tri ân, tưởng nhớ đến ngài. Thế nhưng suốt gần 1.000 năm qua, câu hỏi về lăng mộ thực của Hưng Đạo Đại Vương đang nằm ở đâu vẫn mãi là một bí ẩn. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.